Liên minh huyền thoại bị khịa là con ghẻ Garena vì xuất hiện nhiều lỗi dịch thuật. Với những máy chủ do mình quản lý, Garena thường sẽ ra mắt những sự kiện riêng lẻ với những thể thức đặc biệt để bán skin, vật phẩm. Thường những sự kiện này sẽ được chăm chút cẩn thận để game thủ có thể trải nghiệm thoải mái và cũng để nhà phát hành nhận được doanh thu tối đa. Nhưng mới đây, sự kiện shop đồng giá Dango lại bị một số game thủ chê bai vì cho là Garena không thèm việt hóa đầy đủ cho các skin, vật phẩm trong sự kiện. Trong đấy, lịch sử giao dịch đã không được việt hóa cẩn thận ở chỗ quà đã chọn và thiệt hại thực sự Quiana. Ngoài ra, một số game thủ cho biết bản update đấu trường chân lý hiện nay có một số chi tiết không hề được phiên dịch cẩn thận mà vẫn giữ nguyên tiếng Anh. Điều này dấy lên tranh cãi, Garena đang bỏ bê và coi Liên minh là con ghẻ so với những tựa game khác của nhà phát hành này như Liên Quân hay Free Fire.